Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Gia Hân, dự định nhập học cùng với MEP Hồ Chí Minh. Gia Hân có một câu hỏi, đó là code là gì, thư mời là gì, visa là gì. Chị nghĩ đây là những khái niệm rất cơ bản và cần thiết các bạn cần phải hiểu khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu du học Hàn Quốc. Vì vậy chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi của Gia Hân nhé. Thứ nhất, chúng ta nên phân biệt mã code và thư mời, bởi vì đây là hai hình thức rất cơ bản, phụ thuộc vào tốt trường nào mà các bạn khi xin nhập học. Ví dụ, nếu chúng ta xin nhập học tại các trường top 1 và top 3, và các trường này sẽ xác nhận xin code cho các bạn tại cục xuất nhập cảnh nơi trường đóng. Chỉ ví dụ nhé, như trường Hong X là một trường sẽ xin code tại cục xuất nhập cảnh Seoul, thì nếu được trường Hong X nhận, các bạn sẽ được trường xin code và không ra thư mời. Với mã code này, các bạn xác nhận rằng mình coi như đã có kết quả đỗ visa. Khi chúng ta có mã code rồi, trường sẽ gửi về Việt Nam. Các bạn nộp cùng 4 giấy tờ cơ bản khác mà MEP chuẩn bị cho các bạn vào Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán. Khi các bạn có code rồi, các bạn có tỷ lệ đỗ visa là 100%. Như vậy, chúng ta hiểu một cách đơn giản. Code chính là các bạn đã được thừa nhận đỗ visa rồi và kết quả này đã được công nhận bởi cục xuất nhập cảnh nơi trường đóng. Trường đóng ở đâu thì mã code sẽ được xin ở cục xuất nhập cảnh đó. Ví dụ nếu trường ở Seoul thì sẽ xin ở các văn phòng xuất nhập cảnh ở Seoul. Nếu trường ở Busan sẽ xin tại cục xuất nhập cảnh Busan. Nếu trường ở Quang Chu sẽ xin tại cục xuất nhập cảnh Quang Chu. Và tất nhiên rồi nếu trường ở Daegu thì sẽ xin ở cục xuất nhập cảnh Daegu. Bên cạnh các trường code top 1 vốn có tỷ lệ mã code gần như là 100% hiện nay, chúng ta có các trường mã code top 3. Nếu so sánh giữa top 1 và top 3, tỷ lệ các trường mã code top 3 sẽ có code thấp hơn top 1 rất nhiều. Đa phần hiện nay chúng ta quan sát thấy các trường top 3 có tỷ lệ tầm khoảng trung bình là 50%. Trường thấp hơn có thể chỉ dao động từ tầm 10 đến 20%. Ví dụ, trường này nộp vào 100 bộ hồ sơ xin code, trong khi các trường top 1 có thể ra tới 99 bộ, một bộ có thể những sơ sỉnh rất nhỏ mà thường nằm ở tỷ lệ gia đình của học sinh trước đây có vấn đề nhập cảnh thì học sinh mới bị ảnh hưởng thôi, còn lại đa phần top 1 đều ra code hết. Thì top 3 nếu nộp vào 100 bộ, số code trả ra được đôi khi là 10, đôi khi là 20%, trung bình là 50%. Có những trường có những kỳ đặc biệt cao, 80%, nhưng kỳ sau rất khó giữ được phong độ này. Đó là đặc trưng của các trường top 3 mà các bạn nên nhớ. Khác với mã code, nếu các bạn nộp hồ sơ vào các trường top 2 hoặc một số trường top 1 ra thư mời, thì trường sẽ không xin mã code cho các bạn tại cục xuất nhập cảnh, mà trường chỉ cấp cho các bạn một thư mời xác nhận học sinh này đã được chúng tôi nhận vào học. Và đa phần là học sinh này đã đóng học phí rồi. Với thư mời này, khi được trả về Việt Nam, các bạn phải cùng công ty tư vấn du học của mình chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, gồm cả giấy tờ học tập, giấy tờ thân nhân, giấy tờ cá nhân, giấy tờ tài chính, sau đó nộp vào đại sứ quán hoặc là tổng lãnh sự quán, tùy vào hộ khẩu của bạn ở đâu. Tổng lãnh sự quán và đại sứ quán sẽ là người xét bộ hồ sơ này và quyết định có cho các bạn visa không. Và thường, với những hồ sơ nộp bằng thư mời, các bạn sẽ trải qua một phần phỏng vấn với đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán. Các bạn nhớ nhé, nếu khi các bạn có code rồi, thì hồ sơ đa phần chúng ta nộp vào đại sứ quán và tổng lãnh sự quán chỉ mang tính chất thủ tục, 100% chúng ta sẽ có visa. Còn với thư mời, việc có hay không có visa phụ thuộc vào quá trình xét duyệt và phỏng vấn của tổng lãnh sự quán và đại sứ quán. Nếu xét về các top trường, top 1 ra mã code và top 3 hiện nay là những trường được quyền xin code. Tuy nhiên, chị nhấn mạnh lại tỷ lệ mã code giữa top 1 và top 3 chênh lệch rất nhiều. Thứ hai, các trường ra thư mời, cụ thể như các trường top 1 ra thư mời hoặc các trường top 2 vốn 100% ra thư mời thì sẽ cần phải nộp đầy đủ hồ sơ vào đại sứ quán và tổng lãnh sự quán. Sau đó chờ đại sứ quán và tổng lãnh sự quán xét duyệt, phỏng vấn và cuối cùng quyết định có cho hay không cho các bạn visa hay không. Các bạn nhớ chi tiết này. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa mã code và visa. Chúng mình hiểu đơn giản, nếu có mã code rồi, chúng ta chắc chắn sẽ có visa. Còn nếu có thư mời, chúng ta chưa chắc có visa đâu, mà chúng ta cần phải chờ sự xét duyệt từ đại sứ quán và tổng lãnh sự quán. Dựa trên hai yếu tố, hồ sơ của bạn được chuẩn bị như thế nào? Và tiếp tục, đó là khả năng phỏng vấn bằng tiếng Hàn trực tiếp với đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của bạn ra sao. Như vậy, chị tin rằng các bạn cũng đã hiểu những khái niệm cơ bản giữa mã code, giữa thư mời và giữa visa để chúng ta thêm mạch lạc trong quyết định mình sẽ chọn trường top 1 hay top 3
hay mình sẽ chọn top 2 phụ thuộc vào các yếu tố hồ sơ, điểm số, tài chính và nền tảng gia đình. Để có thêm câu hỏi, các bạn có thể tư vấn trực tiếp cùng Matt hoặc inbox qua các kênh social của Matt để được chị trả lời ngay và sớm nhất cho thắc mắc của các bạn nhé.